Cơ quan điều tra Công an huyện Hương Sơn tỉnh Hà Tĩnh đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ cháu bé HTD 8 tuổi, học sinh lớp 3, trú tại xã Sơn Đinh bị sát hại. Trước đó, vào chiều 25 tháng 10, người chị gái đi học về thì phát hiện em trai 8 tuổi gục trên vũng máu trên thềm nhà. Thời điểm này bố mẹ đang đi làm ngoài ruộng. Người chị hô hoán kêu cứu người dân xung quanh và đưa cháu bé đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân được xác định đã tử vong ngày 26 tháng 10, Tòa án Nhân dân huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ xét xử sơ thẩm vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân đối với Trương Châu Hữu Danh, 39 tuổi, ngụ tỉnh Long An và 4 đồng phạm. Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Thới Lai cáo buộc các bị can đã lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí để viết bài, đăng bài, video clip, sử dụng thông tin chưa được kiểm chứng, không đúng sự thật, tiêu cực, một chiều để đăng tải phát tán công khai lên mạng xã hội facebook kênh youtube qua đó hướng dư luận theo ý chủ quan làm cho người đọc hiểu nhầm hiểu sai sự thật tạo điều kiện cho các phần tử lợi dụng tham gia bình luận tiêu cực kích động lôi kéo một bộ phận nhân dân có nhận thức lệch lạc tham gia chống phá đường lối chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước dự kiến phiên tòa xét xử sơ thẩm sẽ diễn ra trong hai ngày Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ Nguyễn Bình Nhuận, 25 tuổi, quê Đắk Lắk để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, có người liên hệ với Nhuận để đặt mua 30.000 bộ kit test nhanh COVID-19 với số tiền 2,4 tỷ đồng. Để tạo lòng tin, Nhuận đã làm giả hợp đồng mua bán và phiếu xuất kho gửi cho đối tác. Theo hợp đồng, Nhuận yêu cầu bên mua phải thanh toán chuyển khoản toàn bộ số tiền trước khi nhận hàng. Sau khi bị hại chuyển tiền, Nhuận không thực hiện giao hàng mà gắt liên lạc với bị hại. Số tiền 2,4 tỷ đồng chiếm đoạt được, Nhuận chuyển khoản nhiều tài khoản ngân hàng, rồi sau đó rút ra để tiêu xài và trả nợ. Ngày 26 tháng 10, nhà báo Nguyễn Đức Hiển, phó tổng biên tập báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh đã gửi đơn lên cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương tố giác bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng giám đốc công ty Cổ phần Đại Nam đã có hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích hợp pháp của cá nhân ông. Kèm đơn, ông Hiền cũng cung cấp hồ sơ, tài liệu thu thập được để tố giác hành vi vi phạm pháp luật của bà Phương Hằng. Theo ông Hiền, bà Nguyễn Phương Hằng đã có hành vi lợi dụng quyền tự do ngôn luận làm nhục ông thông qua mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử.